Hi everyone, how are you doing today? My name is Len. Welcome back to my English lesson. Xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chuỗi bài tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu. Và hôm nay chúng ta sẽ qua bài mới Unit number 3, Going Places, là đi đến nơi khác nhau, Going Places. And lesson number 7, hôm nay chúng ta sẽ tập trung khai thác vào chủ điểm từ vựng Vocabulary Plural Nouns. Plural Nouns có nghĩa là danh từ số nhiều. Và như các bạn đã biết thì khi học tiếng Anh, chúng ta có khái niệm về danh từ số ít và danh từ số nhiều. Và danh từ số nhiều như thế nào thì chúng ta sẽ lần lượt khai thác ở mức độ cơ bản trong ngày hôm nay. Và khi danh từ số nhiều, nó cũng sẽ có cái cách phát âm khác, và các bạn cũng sẽ được hướng dẫn cụ thể trong ngày hôm nay. Grammar, ngữ pháp, chúng ta sẽ ôn lại cách đọc cũng như cách sử dụng của các từ this and that, these, those. Alright, first of all, đầu tiên tôi có những cái bức hình ở trên đây. Các bạn nhìn những cái bức hình này và các bạn nói cho tôi xem chúng ta thấy được những gì nhỉ? Bức hình đầu tiên là yes, taxi, right? Taxi. One taxi or many taxis? Taxis, right? And number two, what can you see? A bus. Two. So we say buses. Very good. Okay, so what about button number three? What can you see? Yes, a shop. A shop, right? But how many shops? About like four shops, right? Shops. Very good. About this picture. A child. How many children? Many children. Okay? So look at this. A man. Man, right? Nhiều hơn một người, man. What about that picture? What can you see? Woman, a woman, but women, nhiều phụ nữ là chúng ta đọc là women, right? So this is Athens, thành phố cũng như là thủ đô của Hy Lạp. And this is Paris, thành phố ở Pháp. Và Sydney, thành phố ở Australia, ở Úc, right? So chúng ta có cities, not only one city, but three cities. Okay. Thế thì nhìn vào đây chúng ta có những cái danh từ khi nó là số ít thì trước nó có mạo từ hôm trước mình học rồi có đúng không nào? Mạo từ chúng ta sử dụng anh đứng trước nghề nghiệp. Còn trong trường hợp này là đứng trước một cái danh từ khi nó là số ít. A taxi. Nhưng mà số nhiều là taxes. A car. Số nhiều là cars. Okay? A bus. Nhưng mà số nhiều là buses. A shop. Shops. A city. Cities. Okay? Các bạn thấy khi qua số nhiều rồi thì nó còn mạo từ a không? No. Okay? Một cái danh từ số ít qua số nhiều thì nó không còn a nữa. Và các bạn thấy để biến cái danh từ số ít thành số nhiều thì chúng ta có mấy trường hợp đây? Taxi, chúng ta cộng thêm S, thành ra taxes. Car, chúng ta cộng thêm S, ra cars. Okay? Nhưng mà bus, chúng ta cộng thêm gì đây? ES, buses. Và shop, tương tự, cộng thêm S, ra shops. Và city, tận cùng y dài, chúng ta đổi thành y ngắn, chúng ta thêm ES. So, nguyên tắc chung quy của việc danh từ số ít thành danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ cộng cái đuôi S hoặc cái đuôi ES, hoặc nếu danh từ là tận cùng là y dài thì chúng ta sẽ đổi y dài thành y ngắn và chúng ta thêm ES. Okay? Thì đây là những danh từ hợp quy tắc, những danh từ thông thường, chỉ cần thêm ba cái đuôi đó vào thôi. Còn các bạn nhìn vào a man, a woman, a person and a child thì cái dạng số nhiều của nó có khác so với chúng ta có thêm S, ES? Không, nó biến dạng. Nên chúng ta có thể tạm gọi những cái danh từ này là những cái danh từ bất quy tắc, là không có quy tắc. Nó biến dạng và muốn nhớ thì các bạn phải học thuộc. Alright, a man, a woman. Nhưng mà
we meet a person, một người, nhưng mà nhiều người là people, a child, 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 chứ không phải là child ha, and children, okay? Yes, so now let's listen and repeat after me. A taxi, taxes, a car, cars, a bus, buses, a shop, shops, a city, cities, a man, mở miệng to rồi, a man, men, đây là âm a, còn đây là âm e, okay, a man, men, a woman, women, nhiều phụ nữ là women, a person, people, a child, children. Okay, very good. Và ở đây tôi có thêm những cái danh từ số ít là cột bên tay trái, cột A, và danh từ số nhiều là bên tay phải, cột B. Như tôi vừa nói, đối với những danh từ hợp quy tắc, chúng ta có ba nguyên tắc cơ bản: thêm S, thêm ES, hoặc là biến đổi Y dài thành Y ngắn, thêm IES. Còn bất quy tắc thì chúng ta thay đổi cái dạng thích hợp của nó. Các bạn có một phút để nói A với lại B, ok? Một phút bắt đầu. Okay, so now can you tell me the answers? Các bạn nói cho tôi biết cái kết quả xem nào. Number one, F, students. Very good. Chúng ta thêm S, an address. B, chúng ta đọc là addresses. C, a country. C, countries. A sandwich. A, sandwiches. A nationality, nationalities. A place, places. Okay. Và một lần nữa, khi danh từ số ít biến thành danh từ số nhiều thì chúng ta sẽ thêm đuôi es hoặc là y dài, nationality hoặc là country. Tận cùng là y dài, chúng ta biến y dài thành y ngắn, chúng ta thêm es, đúng không? Hoặc là tận cùng chúng ta thêm s để biến thành danh từ số nhiều. Thế thì các bạn có bao giờ thắc mắc là tại sao có những lúc cái danh từ số ít biến thành danh từ số nhiều, chúng ta thêm s, nhưng mà đôi khi chúng ta lại thêm es, ok? Ngoại trừ cái trường hợp đặc biệt là y dài biến thành y ngắn, thêm đuôi ies. Thì để biết được điều đó thì chúng ta hãy xem khi nào thì thêm s, khi nào thêm đuôi es, cũng như cái cách đọc của nó như thế nào. Khi một danh từ số ít biến thành danh từ số nhiều thì nó có ba cách đọc. Một cái cách đọc là cổ chúng ta không rung phát ra âm s, là âm không rung. Cách thứ hai là âm z, là âm z cổ chúng ta rung z, ok? Và cách thứ ba là is, đọc như là is vậy đó, is, không rung s, rung z và is, có ba cách đọc. Thế thì chúng ta hãy cùng xem. Khi một danh từ số ít, ví dụ như chúng ta có a taxi, right? Khi các bạn tra từ điển thì các bạn thấy tận cùng của nó là gì? Là nguyên âm. Nguyên âm trong tiếng Anh tất cả đều rung. Nếu ai chưa xem phần nguyên âm và phụ âm thì các bạn có thể tìm xem trên kênh YouTube của tôi. Tận cùng là nguyên âm. E. Nguyên âm thì nó rung đúng không? Giờ thêm S vào để biến thành số nhiều nè. Thì đương nhiên không còn ờ nữa. Rung thì nó phát như thế nào đấy? Ba cái cách này nó phát theo cái nào? Rung thì nó sẽ đi theo rung. Nó ra là taxes. Ok. Còn a car, các bạn xem khi các bạn tra từ điển thì chúng ta sẽ thấy được là nó tận cùng là R.
là nguyên âm R, đúng không? Room. Thế thì khi chúng ta thêm S sẽ biến thành sâu nhiều, thì không còn ở nữa. Room thì nó sẽ đi với room. Yes. Nên sâu nhiều thì chúng ta sẽ đọc là cars. Nó ra là cars. Okay, very good. Okay, so a bus tận cùng là âm gì? Tận cùng là âm S, đúng không? Âm này thì nó là không rung. Bus, nó không rung. Nên nếu theo nguyên tắc này các bạn nghĩ là không rung thì nó đi với không rung, đúng không? Nếu mà không rung đi với không rung, không lẽ thêm S vô, rồi đọc không rung luôn, thì không lẽ bus, rồi số nhiều mình cũng đọc là bus, đọc hoài không được sao? Thế thì nó bị chập âm rồi. Nên chúng ta thấy nếu như mà tận cùng là âm này là âm gió, thì chúng ta thêm S vào chúng ta không đọc, không thể nào đọc bus hoài được. Chính vì vậy chúng ta phải thêm ES để chúng ta đọc được là is, đọc theo cách thứ ba. Okay, a bus, nhưng mà số nhiều là buses. Okay, các bạn theo kịp không? Alright, very good. A bus, buses. Great. Còn cái này một cái shop thì chúng ta đọc là a shop. Shop, tận cùng là âm p, p, là âm không rung. Âm không rung, bây giờ tôi nói nhiều shop, tôi thêm S vào thì là shops. Tôi không biết là đọc s, z hay là is. Các bạn coi âm cuối p, là âm không rung. Không rung đi với không rung thì nó sẽ đọc là shops, shops, a shop. Nhưng mà shops không rung đi với không rung. Được chưa? Okay, very good. Alright, a city. Nếu một từ danh từ tận cùng bằng y dài thì chúng ta bỏ y dài thành y ngắn và chúng ta thêm es vào. Thì chúng ta xem, thì chúng ta không còn ờ nữa. Thì chúng ta xem cái trong từ điển thì nó tận cùng city tận cùng bằng là âm e, rung thì nó sẽ đi theo rung. Nên một thành phố là a city nhưng mà nhiều thành phố là cities. Được chưa? Rung nó đi theo rung. Vậy thôi, đơn giản thôi. Và các bạn muốn biết tận cùng là âm nào thì các bạn tra từ điển. Muốn biết âm nào rung, âm nào không rung, các bạn có thể tham khảo video giải phát âm của tôi để biết được. Ok? Hoặc là dùng cái thanh quản của mình ở đây để xem coi cái âm nào không rung. Được không? Ok, very good. Alright, a sandwich. A sandwich, đúng không? Bánh mì sandwich. Thì chúng ta thấy là một cái bánh mì sandwich, a sandwich. Chúng ta coi cái âm cuối của nó là âm gì? Âm cuối của nó là âm ch, ch. Đúng không? Âm ch này thì tôi dạy là âm không rung. Không rung thì theo nguyên tắc này nó đi với không rung là s. Thì nếu như mà các bạn thêm, nếu mà không rung đi với không rung, tôi thêm S vào gì? Đúng không? Thì các bạn bị chặt âm, không lẽ các bạn nói là sandwich thì người ta không có phân biệt được. Nó bị chập âm rồi, đúng không? Tại vì hai âm này nó cùng là âm gió. Chính vì vậy thêm một trường hợp ngoài cái âm S cuối cùng của từ bus á, thì cái âm gió là âm ch này, thì chúng ta bắt buộc phải thêm ES để chúng ta đọc được là is, để cho nó có cái sự khác biệt. Thay vì đọc là sandwich thì chúng ta đọc là sandwiches. Chỉ theo cái nguyên lý logic như vậy thôi, đúng không? Vì nó tận cùng là âm gió không thể nào cùng với âm gió được, nó bị chặt âm. Chính vì vậy, a sandwich, nhưng mà số nhiều là chúng ta thêm ES để chúng ta đọc khác được là sandwiches. Alright, very good. So, và cái này là địa chỉ, address. Nó tận cùng là âm gì đây? Ok, cũng là âm S nữa, đúng không? Âm này tôi vừa nói là âm gió rồi. Nếu mà S, âm này là âm không rung. Không rung nếu mà nó đi với không rung nữa thì nó bị chập âm, chúng ta không thể nào đọc là address được. Chính vì vậy, khi mà chúng ta biến thành danh từ số nhiều, chúng ta phải thêm ES để chúng ta đọc là is, tại vì cuối cùng nó là âm gió. Được chưa? Chúng ta đọc là an address, nhưng mà là addresses. Ok.
Bạn nhìn lên hai từ này, chúng ta có a country là một quốc gia. Thì như tôi nói, nếu mà tận cùng là y dài thì chúng ta sẽ bỏ y dài thành y ngắn và chúng ta thêm es. Được chưa? Và khi tra từ điển thì các bạn thấy country nó tận cùng là nguyên âm e, e là âm rung. Âm rung thì nó sẽ đi với rung z khi mà thêm ies vào. Thế thì chúng ta có một quốc gia là a country nhưng mà nhiều quốc gia là countries, nó phát ra được âm z, được chưa? Và còn chữ place này, khi mà các bạn nhìn chữ place là nơi chốn, nó tận cùng bằng cái đuôi ce, nhưng mà khi tra từ điển thì cái cách âm của nó là place, place thì nó cũng tận cùng là âm gió, âm s là âm không rung, nhưng nếu chúng ta thêm s vào thì nó không có cái sự khác biệt, các bạn vẫn đọc là a place. Sao không được? Chính vì vậy nếu như nó phát là âm âm gió nữa thì bắt buộc chúng ta phải thêm es, nhưng trong trường hợp này nó đã có y sẵn rồi, chúng ta chỉ cần thêm s thôi và chúng ta đọc được là qua cái trường hợp thứ ba là places, tại vì nó tận cùng là cái âm gió, được chưa? Thế thì một nơi chúng ta đọc là a place và còn nhiều nơi thì chúng ta đọc là places. Ok, very good. Yes. Và các bạn nhìn vào hai cái danh từ này, các bạn nhìn vào hai cái danh từ này thì chúng ta sẽ thấy là a nationality là quốc tịch, đúng không? Hôm trước chúng ta học rồi. Thì tận cùng là y dài thì chúng ta sẽ bỏ y dài, chúng ta biến thành y ngắn và chúng ta thêm es, không còn a nữa. Và các bạn thấy tận cùng cái từ nationality thì nó là nguyên âm. Nguyên âm e là rung, rung thì nó đi với rung, đúng không? Thấy một quốc tịch là a nationality, nhưng mà nhiều quốc tịch là nationalities. Chúng ta căn cứ vào phần cuối, đúng không nào? Tương tự như vậy, student là sinh viên thì tận cùng là âm gì đây? Tận cùng là âm ch. Chúng ta tra từ điển chúng ta sẽ thấy tận cùng là âm ch, 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 là phụ âm không rung. Không rung thì trong đây nó đi với rung. Ok, so we have students, mình đọc được là âm s, students, được chưa nào? Ok, very good. Alright, so nói chung quy lại, một danh từ số ít muốn biến thành danh từ số nhiều thì trên cái mặt chữ viết chúng ta chỉ cần thêm s, es hoặc là tận cùng là y dài thì chúng ta biến y dài thành y ngắn, chúng ta thêm ies. Và chúng ta có ba cái cách đọc. Cách đọc thứ nhất là chúng ta sẽ phát ra âm s, cách đọc thứ hai chúng ta sẽ phát ra âm z, và cách đọc thứ ba chúng ta sẽ phát ra is. Làm sao chúng ta biết được cái cách đọc âm cuối như thế nào thì chúng ta căn cứ vào cái âm cuối của cái danh từ đó khi chúng ta tra từ điển. Ok, nếu như cái âm cuối đó là âm không rung thì nó được phát ra theo không rung, không rung đi với không rung. Nếu âm cuối của cái danh từ đó được phát ra là âm rung, rung đi với rung. Nếu âm cuối của cái danh từ đó là âm gió, gió thì không thể nào chập gió được, nên nó phải thêm es để nó đọc là is. Và đây là những cái âm gió, tôi lấy ví dụ của bus, bus tận cùng là âm gió, nên hai chiếc xe bus sẽ là buses. Shh là âm cong lưỡi, đúng không? Tôi lấy ví dụ là chén bát của mình là dish. Nhiều cái chén bát chúng ta không thể nào đọc là dish được, chúng ta bắt buộc phải thêm es để chúng ta đọc được là dishes. Ok, và âm z này tận cùng là âm z, tận cùng là âm z thì chúng ta không thể nào đọc là, tôi lấy ví dụ cái từ buzz, buzz là cái tiếng con ong nó kêu đó, buzz thì chúng ta không thể nào nói được là buzz được, bắt buộc chúng ta phải thêm es vào để chúng ta đọc được là buzzes. Tương tự sandwich tận cùng là âm ch, ch, âm gió, chúng ta không thể nào đi với được, bắt buộc chúng ta phải thêm es vào sau cái từ sandwich đó để chúng ta đọc được là sandwiches. Ok, tương tự đối với âm ch, ch. Này âm ch này thì nó tận cùng danh từ nào? Đó là những cái trái cam nè các bạn. Chúng ta có từ là orange, orange thì khi mà thêm es vào thì chúng ta không thể nào đọc là oranges được, bắt buộc chúng ta phải thêm es vào. Orange thì nó có y rồi, chúng ta chỉ cần thêm s, chúng ta đọc được là orange, oranges. Alright, được chưa nào? Alright, very good. And bây giờ các bạn lắng nghe và lặp lại những danh từ sau đây ha. Okay, everybody listen and repeat after me. A taxi, taxes. A car, cars.
A bus. Buses. A shop. Shops. A city. Cities. Z ha. Và những cái danh từ bất quy tắc. A man, mở miệng to ra, a man. Một người đàn ông. Men. A woman. Women. A person, một người. A person. People, bấm môi lên. People. A child. Children. A sandwich. Sandwiches. An address. Addresses. A country. Countries. A place. Places. A nationality. Nationalities. A student. Students. Các bạn nghe và lặp lại, chú ý tới cái đuôi ha. Rung theo rung, không rung theo không rung. Tận cùng là âm gió, chúng ta đọc là is. Unit 3, recording 1. Các bạn nghe và lặp lại ha. Taxis. Taxis. Cars. Cars. Buses. Buses. Shops. Shops. Cities. Cities. Men. Men. Women. Women. People. People. Children. Children. Sandwiches. Sandwiches. Addresses. Addresses. Countries. Countries. Places. Places. Nationalities. Nationalities. Students. Students. Các bạn thấy ngoài cái âm is ra của places hoặc là buses thì âm tận cùng của âm s và âm z, thật ra 90% nói nhanh thì nó giống giống nhau, nên miễn làm sao cái danh từ số nhiều ngoài cái trường hợp is ra mà các bạn xì một cái thì người ta vẫn thấy là nó nghe chuẩn xác. Tuy nhiên nếu các bạn phân biệt được là khi nào nó phát s, khi nào nó phát z, thì tiếng Anh của các bạn chuẩn xác hơn. Và các bạn chú ý là khi danh từ số nhiều này có lẽ nó đơn giản như vậy, nhưng mà thật ra nếu như một người nói tiếng Anh chuẩn xác, xì một cách đúng cách, phát âm chuẩn, và cái danh từ số ít nói chuẩn danh từ số nhiều, tôi lấy ví dụ là a lot of women, nhiều women thay vì các bạn nói a lot of women, thì nó cũng sẽ tạo nên cái sự khác biệt trong tiếng Anh của mình. Nên các bạn chú ý danh từ số nhiều, nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái tiếng Anh của các bạn. Các bạn nghe và lặp lại nhiều lần ha. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần điểm ngữ pháp mà rất là cơ bản, đó là this, that, these, those. Ai cũng biết cái này là này, đó, những cái này, những cái kia. Nhưng mà khi trong cái văn nói thì đôi khi rất ít người nói đúng, cũng như là chúng ta hay xem nhẹ cái phần này. So đầu tiên thì chúng ta hãy xem bốn cái bức tranh này ở bốn cái tình huống khác nhau. Cái bức tranh thứ nhất là hai người này đang đi vào một cái nhà hàng. Người thứ nhất hỏi what? Thì theo các bạn là what's this? Hay là what's that? It's a sandwich. Bức tranh thứ hai là hai người này đang đi ngoài tiệm và đứng chỉ vào một cái shop đó và hỏi look at that shop or look at this shop. Các bạn xem là this hay là that. Yeah, is fantastic. Oh, fantastic. Oh yeah, that's tuyệt vời. Yes, thì các bạn nghĩ là this hay là that. And bức tranh thứ ba là hai cái người này đang đón cái taxi và những cái chiếc taxi đang tới, thì cái người đàn ông mới chỉ là oh, có phải là những cái taxi đó nó đang tới không? Thì are these taxis? Or hay là họ hỏi là are those taxis? Yes, let's go. Ok, và cái bức tranh thứ ba là hai cái người phụ nữ này nói chuyện với nhau và một người đàn bà này mới giới thiệu những cái đứa con cho cái người kia nói oh, đây là những cái đứa con của tôi nè, Jim and Alex nè. Thì theo các bạn thì sẽ nói là these are my children hay là those are my children. Hello, và cái người này thấy dễ thương quá, mới nói xin chào hai đứa nhỏ. Thì
Ok, các bạn có một phút để giúp cho tôi chọn this, that hay là these, those. Một phút bật. Ok, very good. Và bây giờ các bạn nghe xem là cái kết quả chọn của mình có đúng không nha. Unit 3, recording 2. Hey, what's this? It's a sandwich. E. Look at that shop. Yes, it's fantastic. C. Are those taxis? Yes, let's go. D. These are my children, Jim and Alice. Hello. Okay, very good. So, kết quả của các bạn chọn có đúng không nào? Yes, okay. Thế thì, number, bức hình thứ nhất là what's this? Cái này là cái gì đây? Okay, hỏi chỉ vô. What's this? It's a sandwich. It's a sandwich, okay? And look at that shop. Nhìn đi, nhìn cái đó kìa. Look at that shop. Nhìn cái shop đó kìa. Okay. Are those taxis? Mấy cái đó có phải là taxi đang tới không? Oh, these are my children, Jim and Alex. Những cái hai đứa này là hai đứa con của tôi, Jim and Alex. Okay. Thế thì this chúng ta dịch là này, that chúng ta dịch là đó, these là những cái này và those là những cái đó. Okay, nói tiếng Việt thì nó là như vậy thôi, nhưng mà qua tiếng Anh thì chúng ta thấy là chúng ta phải hiểu cái cách sử dụng của nó. Thế thì các bạn thấy là what's this? Nó đi với động từ gì đấy? Động từ is, okay? Tại vì nó là số ít. Sandwich có bao nhiêu cái? Một cái. It's a sandwich. Nên chúng ta là oh, what's this? It's a sandwich, okay? Only one sandwich. And look at that shop. Tại vì cái shop nó đã đứng từ xa mà, đúng không? Look at that shop. Yes, it's fantastic. Có một cái shop thôi. Yes. Nhưng mà nhìn đây, are those taxes? Tại sao chúng ta sử dụng those và đằng kia nó đứng xa those taxes? Ở đây có nhiều hơn một chiếc taxi. Are those taxes? Và cái động từ của nó cũng là are, tại vì nó là số nhiều mà, đúng không? Yes. And these are my children. Tại vì nó đứng gần đây, những cái đứa này, these are my children. Và động từ nó cũng đi với to be là are, chứ chúng ta không nói là these is my children được, đúng không? Yes, very good. Thế thì chúng ta có cái nguyên tắc về cái công thức một chút xíu là về grammar, this, that, these, those, this và that. Phía sau nó là danh từ số ít. Nếu mà danh từ số ít thì sao nè? Nó không có thêm s và cũng không có an, đúng không? Đó là lý do tại sao các bạn vừa được học danh từ số ít và danh từ số nhiều. This là này, that là nó. This là này, that là đó. Theo sau là danh từ số ít. Còn these và là những cái người này, những vật này, những cái thứ này, và those là những cái đó, những cái người đó, và theo sau là danh từ số nhiều. Ở đây là children, people, taxes và countries. Nó có thêm s hết, cũng như là danh từ bất quy tắc thì chúng ta biết cái dạng thích hợp của nó, được chưa? Và các bạn cố gắng đừng có sử dụng sai. Và để làm cho các bạn xem các bạn có hiểu là dùng this, that hay là these, those hay không, các bạn hãy nhìn 8 câu trên đây và chọn cái đáp án thích hợp nhất. Ok, các bạn có 3 phút, 3 minutes, go. Alright, và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe xem các bạn chọn cái đáp án có giống cái đáp án trên đây không nhé. Unit 3, recording 3. 1. What's the name of that shop? 2. These people are Spanish. 3. Who are those children? 4. Look at this place. 5. Is that your bus? 6. These students are my friends. 7. Who are those women? 8. This country is beautiful. Okay, everyone. Number one, what's the name of that shop?
Tại sao chúng ta sử dụng that? Tại vì shop only one. Cái tên của cái shop đó là gì? Right, very good. And number two, these people are Spanish. Những cái người này là người Tây Ban Nha. Okay? Tại sao chúng ta sử dụng these? Tại vì sau đó là danh từ dùng nhiều. These people are Spanish. Những cái người này là người Tây Ban Nha. Right? Number three, who are those children? Những cái đứa trẻ đó là ai vậy? Tại vì đây là nhiều hơn một đứa trẻ. Right? Those children. Look at this place. Hãy nhìn cái nơi này đây. Okay, place, only one place. So this and is that your bus? Cái đó phải chiếc xe bus của bạn hay không? Because only one bus, right? And these students are my friends. Những cái sinh viên này là bạn của tôi. Okay? Chúng ta có students so nhiều nên nó đi với this. Okay? Who are those women? Những cái người đàn bà đó là ai vậy? Chúng ta có women là so nhiều thì chúng ta đi với là those. Không thể sao sử dụng that được, đúng không? And number 8, this country is beautiful. Cái đất nước này thật là đẹp. Thì country đang nói về một. So this country, chúng ta không thể nào dùng là this country được, đúng không? Và các bạn chú ý đến cái cách phát âm của những cái từ this, that, these, those. Nó được viết bằng cái âm th, 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 th. Nhưng trong cái cách phát âm của nó là âm d, âm d, d, d. Đưa lưỡi ra và nói giống như âm d. Tôi có làm video giải phát âm về âm này, các bạn có thể tìm xem trên kênh YouTube của tôi. Ok, đưa lưỡi ra và nói giống như âm d, d. Ok, so đối với cái từ này chúng ta đưa lưỡi ra và nói that, everybody, that. Ok, so let's talk about this. Ok, đưa lưỡi ra và nói this. Nhớ là có âm s phía cuối, this. Ok, good. Đưa lưỡi ra và nói that, that. Ok, good. Đưa lưỡi ra và nói the, is, these. Nhớ là có âm Z ở phía cuối, these. Ok? Và đây là oh, though. Có âm Z ở phía cuối, those. Ok. Everybody listen and repeat after me. This. That. These. Those. Này, đó, những cái này, những cái đó. Ok? Và sau đó là cái danh từ thích hợp. Được chưa? Everybody, listen and repeat after me. What's the name of that shop? Nhớ đưa lưỡi ra nè. These people are Spanish. Very good. Who are those children? Look at this place. Is that your bus? These students are my friends. Who are those women? This country is beautiful. Okay? Các bạn nghe và lặp lại. Ok? Yes. 1. What's the name of that shop? 2. These people are Spanish. 3. Who are those children? 4. Look at this place. 5. Is that your bus? 6. These students are my friends. 7. Who are those women? 8. This country is beautiful. Và các bạn nhớ đọc ly đọc lại những cái câu này thường xuyên để cho lưỡi và răng của mình nó quen. Chúng ta phát chính xác this, that, these, those. Cộng thêm cái việc sử dụng danh từ thích hợp số ít số nhiều nữa để cho tiếng Anh của mình nó chính xác hơn. Được chưa? Alright. Và để kiểm tra một lần nữa xem các bạn có biết cách sử dụng this, that, these, those hay không thì hãy nhìn vào bốn bức tranh này. Bức tranh thứ nhất trong trường hợp là hai người bạn đi uống cà phê và thấy được một người quen của mình ở tại quán cà phê. Bức tranh thứ hai là một người bạn giới thiệu hai cái người bạn mới gặp
nhau trong lần đầu tiên. Và bức tranh thứ ba là hai người cầm bảng để đón người ở máy bay, vừa đáp máy bay. Và bức tranh thứ tư là một cô gái này vào trong một cái nhà sách và chọn mua hai cái quyển sách và đi đến quầy tính tiền. Ok, thế thì các bạn hãy điền giùm tôi là this, that, hay là this, hay là those. Các bạn có 2 phút, 2 minutes. Alright, và bây giờ chúng ta hãy xem, nghe xem coi cái đáp án của các bạn có chính xác với cái đáp án trên đây không nhé. Ok. Unit 3, recording 4. A. Who's that man? He's my teacher. B. Alex, this is James. Hello, James. C. Where are those people from? They're from Italy. D. These two books, please. £10, please. Ok, đáp án của các bạn có chính xác không nào? Chúng ta coi cái đáp án ha. Alright, who's that man? That, sau đó là danh từ số ít. Tại sao không dùng this? Tại vì cái khoảng cách giữa hai cái bàn cà phê này nó xa nhau. Đó. Who's that man? Cái người đàn ông đó là ai vậy? He's my teacher. Anh ấy là thầy giáo của tôi. Ok. Và bức tranh thứ hai, this is James. Đây là James, ok? Hello James, người phụ nữ đáp trả lại. Và bức tranh thứ ba, who are those people from? Khoảng cách đứng xa và danh từ là people. Who are those people from? They're from Italy, họ đến từ nước Ý. Và bức tranh cuối cùng đó là người này đi tính tiền mua hai quyển sách. Hai cái quyển sách này, please, tức nghĩa là làm ơn tính tiền hai quyển sách này đó. Thì không có nói là those two books, mà là these two books, tại vì đang cầm trên tay mà, đúng không, gần mà. These two books, these two books, please. Đó, thì chú ý tới cái danh từ số nhiều phía sau để chúng ta phát triển chính xác. £10, please, okay? So now, everybody listen and repeat after me. Who's that man? He's my teacher. Alex. This is James. This is. I'm Z, nói qua âm is. This is. Alex, this is James. Hello, James. Where are those people from? They are, viết tắt chúng ta đọc là there, right? Là there, giống như there vậy đó. There, okay? They're from Italy. Good. These two books, please. £10, please. Very good. So now I am A and you are B. Who's that man? Alex, this is James. Where are those people from? These two books, please. Okay, so now you are A and I am B. He's my teacher. Hello, James. They're from Italy. £10, please. Okay, các bạn có thể đọc đi đọc lại những cái câu này và hình dung ra cái bối cảnh đó. Vì đây là những cái đoạn hội thoại rất là thân thuộc, và các bạn có thể practice, luyện tập với bạn của mình cho đến khi nào các bạn phát âm this, that, these, those một cách chính xác, cũng như là danh từ số nhiều đi theo phía sau để các bạn xì cho chính xác cái đuôi z, the s. Okay, alright everyone, so that is the end of lesson number 7. Là chúng ta vừa học được gì nào? Chúng ta vừa học được là plural nouns, là danh từ số nhiều, và các bạn biết cái cách phát như thế nào, cũng như chúng ta phát âm được cái đuôi th là this, that, these, those, và cái điểm ngữ pháp this, that, these, those khi đi sau nó là danh từ số ít và danh từ số nhiều. Thì hai cái điểm ngữ pháp này nó có liên quan với nhau từ vựng ngữ pháp, và nó giúp cho các bạn có thể nói được những cái đoạn hội thoại mà chúng ta vừa practice hồi lúc nãy. Okay, so that's it everyone. Thank you, and I will see you guys in the next lesson. Okay, bye.